Đây là tiền lương tháng này của bác. Cháu gửi bác gấp đôi đó. Bác cầm lấy, rồi từ mai nghỉ việc hộ cháu. Nghỉ việc ư? Sao lại thế ạ? Tôi đã làm gì sai chứ? Năm nay bác đã gần 70 tuổi rồi. Công việc bốc phát ở công trường quá nặng nhọc. Cháu e bác không đủ sức làm nữa đâu. Đừng mà, tôi vẫn còn khỏe lắm. Cậu cho tôi tiếp tục làm đi. Ôi da. Bác đừng cố nữa. Mọi người nói đêm nào bác cũng rên rỉ vì chiếc lưng đau ấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, xảy ra chuyện gì cháu không gánh nổi đâu. Rồi chính quyền người ta lại phạt cháu vì tội bóc lột sức lao động của người già cũng nên. Bác cầm lấy tiền, rồi từ mai không cần phải đến nữa đâu. Già từng này rồi còn thất nghiệp thì ngày mai biết lấy cái gì mà ăn bây giờ. Ôi da, cái lưng của tôi. Cũng chỉ tại mày mà tao mất việc đấy. Đáng ghét. Từ mai biết lấy gì ăn đây. Thôi ông ơi, ông già thế này rồi thì làm ăn được gì nữa. Thôi thôi, ông đi chỗ khác giùm đi. Ở đây không có nhận ông đâu. Tôi có thể bưng bê rửa bát được mà. À, hay là mình cũng làm như thế nhỉ? Vậy là từ mai không lo chết đói rồi. Dạ, cũng bới được nhiều đồ phết rồi nhỉ. Nghỉ tay làm cái bánh mì đã. Bác ơi, bác. Bác có mua chiếc xe này không? Cháu bán rẻ cho. Xe này còn mới tinh, bọn trẻ con chơi thích lắm. Thôi thôi thôi, tôi không mua đâu. Tôi làm gì có con cháu đâu, mua về làm gì. Tiếc quá, cháu cũng không muốn bán chiếc xe này đâu. Nhưng mấy hôm nay con cháu bị bệnh, không có tiền mua thuốc, nên... Thế à? Con cháu bệnh nặng lắm, không có tiền mua thuốc thì nguy mất. Bác mua giúp cháu đi, cháu lấy rẻ 300 đô. Mà thôi, 200 đô cũng được. Cháu đang cần gấp lắm, xin bác đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ mua nó. Cậu cầm tiền về mà mua thuốc cho con, tôi trả 300 đô đấy. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Bác thật tốt bụng. Richard, dù sao tôi cũng khá khẩm hơn cậu. Là còn 2 tháng lương chưa tiêu hết. Mong là con cậu sẽ mau khỏe. Này ông kia, đứng lại cho tôi. À, tôi bắt được ông rồi nha. Chính ông đã ăn cắp chiếc xe này của con trai tôi đúng không? Chiếc xe nào? Tôi ăn cắp khi nào? Còn chối nữa hả? Sáng sớm hôm nay tôi vừa để chiếc xe ra bên ngoài cửa, quay đi quay lại đã không cánh mà bay. Chiếc xe hình con ông này là tôi đặt mua riêng từ nước ngoài, không có cái thứ hai đâu, nên chắc chắn ông là kẻ cắp rồi. Tôi không biết thật mà, tôi không có ăn cắp mà. Đi, lên đồn cảnh sát mà trình bày nghe chưa, không ở đây lôi thôi nữa. Không, tôi không có ăn cắp mà. Sự việc cháu đã điều tra rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Lần sau cụ cẩn thận nha, kẻo lại bị lừa nữa thì phiền. Thôi, cụ về đi kẻo muộn. Cảm ơn cán bộ đã tin tưởng. Tôi già thế này rồi, còn đi ăn cắp nữa thì còn ra thể thống gì. Trời tối rồi cơ à. Tự dưng mất tiền oan, lại còn mất tôi cả một ngày làm việc nữa chứ. Cái cậu thanh niên kia tệ thật, lừa cả lão già này. Cái thân già này bao giờ mới được yên ổn chứ. Có khi nào mình cũng sắp tắt giống như những tia nắng mặt trời kia không? Một thời gian sau. Cảm ơn bà. Chà chà, hôm nay khá quá, cũng gần được 100 đô cơ đấy. Ôi da, đau quá, đau quá. Này cậu, cậu sao thế? Đau, đau quá. Là cậu à, tên lừa đảo à? Là bác sao? Đúng là trái đất tròn. Hôm đó, cậu lừa tôi bán chiếc xe ăn cắp, làm tôi bị bắt lên đồn cảnh sát.
giờ ông trời cho tôi gặp lại cậu trong tình cảnh này. Chắc lại ăn cắp ở đâu, bị người ta đánh chứ gì. Đáng đời lắm. Đúng là ác giả ác báo. Cứ nằm đây mà chịu đau đi. Cứu. Nè, cậu gì ơi. Cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi nào. Cậu gì ơi. Cậu tỉnh rồi à? May mà không chết. Bác đưa cháu vào đây sao? Không tôi thì ai? Tôi phải cõng cậu ba dãy phố mới tìm được xe chở cậu ra trạm xá này đấy. Đầu muốn gãy cả lưng đây. Cũng may cho cậu là trước kia tôi làm nghề bốc phát nhé. Chẳng lẽ tôi lại mặc kệ cho cậu chết khô ở đấy. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã không vì chuyện cũ mà cứ giúp cháu. Cháu xin lỗi. Xin lỗi vì lần trước đã lừa dối bác. Bác tha thứ cho cháu nha. Thôi, chuyện cũ cho qua đi. Tôi cũng quên rồi. Quan trọng bây giờ là cậu nên thay đổi mà làm người tử tế. Đừng ăn trộm ăn cắp nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì lúc đó không ai cứu đâu. Mà bố mẹ cậu biết được cũng đau lòng đó. Cháu làm gì có bố mẹ chứ. Từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi rồi. Hả? Vậy sao? Từ nhỏ cháu được một nhà giàu nhận về nuôi, nhưng lại đối xử tệ hơn con Phật. Nên năm 12 tuổi cháu đã lén bỏ đi. Từ đó lang thang một mình, chán nản đâm ra trộm cắp. Này cậu, nếu cậu không chê ông già vô gia cư nghèo khó này thì có thể nhận tôi làm bố được không? Bố ư? Bác nói thật chứ ạ? Thì tôi cũng chỉ có một mình, không nhà cửa, sống lang thang. Hai chúng ta, hai mảnh đời kém may mắn, liệu có thể nương tựa vào nhau? Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo không? Bác là người đã cứu cháu trong lúc cháu nguy khốn nhất, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cháu. Có được một người bố như bác, cháu hạnh phúc vô cùng. Cháu hứa sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người có ích. Tốt lắm con trai. Thế là già này cũng có một đứa con rồi. Bố ơi. Ngoan, con ngoan. Ở vùng nọ, có cô bé thông minh, lanh lợi, tên là Dâu. Lúc cô bé lên 9 tuổi thì mẹ qua đời, bỏ lại cô cùng với em trai 5 tuổi. Hai con mau lại đây, chào mẹ kế của các con đi nào. Nào các con, lại đây với mẹ nào. Mẹ kế luôn tỏ ra yêu thương hai chị em trước mặt bố. Nhưng khi bố vắng nhà, lập tức bà trở mặt, đối xử với chị em dâu rất cay nghiệt. Hai con ở nhà với mẹ ngoan nha. Bố lên làm bên buôn bán, sẽ cố gắng về sớm cùng cả nhà. Từ ngày bố chúng mày lấy tao về, đã giao hai đứa cho tao chăm nom rồi đi biền biệt. Ở nhà tao không thể hầu hạ bọn mày mãi được đâu. Đàn dê đang đợi cỏ sắp chết đói cả rồi đó. Bây giờ, một đứa phải đi lên núi kiếm cỏ tươi về đây cho ta. Mày con gái lớn ở trong nhà, đi lên sườn núi cắt cỏ về cho dê ăn đi. Không cắt được cỏ tươi hèn thì đừng có mà mò về nhà đó. Nhưng dì ơi, ngoài trời rét lắm. Còn mày, vào trong đi. Trong chừng bếp lửa cho tao. Còn nói nhiều, tối nay cho mày nhịn đói luôn. Rét quá. Trời đông gió rét thế này, lấy đâu ra cỏ tươi để cắt bây giờ? Nhưng nếu mình không đi thì mẹ kế sẽ không cho vào nhà. Trời tối đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra được cọng cỏ tươi nào. Làm sao để về nhà bây giờ? Muốn cắt được cỏ tươi, hãy đến khe suối lưng chừng núi. Chợt, một con chim đầu bạc xuất hiện nhìn Dâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng người. Sau đó, chim vỗ cánh bay về phía khe suối. Dâu liền lau khô nước mắt, chạy theo chú chim. Hả? Chim đầu bạc đâu rồi? Ta đang ở đâu đây thế này? À, đẹp quá à. Hả? Giữa mùa đông giá lạnh lại có một khe suối rực rỡ như mùa xuân này sao? Cỏ tươi nè, nhiều quá đi. Mình phải cắt mang về cho dê mới được.
mình hay gặp trong những giấc mơ không? À, cô ấy ngoài đời đẹp ghê. Cô bé này, con đã lấy cỏ tươi của tiên cảnh, con có muốn phụ ta một tay không? Hả? Đây là đâu vậy hả? Ở đây có cỏ tươi, hoa thơm. Con đang lạc vào thế giới thần tiên có phải không ạ? Đúng rồi đó cô bé à. Nếu con thích, con có thể ở lại đây cùng các tiên nữ. Nhưng tuyệt nhiên con không được tiết lộ cảnh tiên cho mọi người nha. Con chưa thấy nơi nào lung linh như ở đây cả. Cô cho phép con ở lại và cùng làm việc với mọi người nha cô. Được rồi, đi nào cô bé mến yêu à. Kể từ ngày đó, dâu sống cùng với các cô gái váy trắng, ban ngày cùng đi hái lá non trong rừng, ban đêm là lúc họ dùng lá cây đó cho một loại sâu nhỏ li ti màu trắng ăn. Thời gian dần qua, con sâu nhỏ trưởng thành, nhả ra những sợi tơ óng ánh, rồi đan thành những cuộn tơ màu trắng nhỏ xinh, như những quả trứng nhỏ màu trắng, được gọi là hạch đào. Và những cô nàng váy trắng dạy cho bé dâu biết rằng, đem những hạch đào này rút thành sợi tơ và dùng loại trái cây đặc biệt để nhuộm màu lên đó, tạo nên những loại trái ngũ sắc lung linh. Wow, đẹp quá đi! Nếu đem chúng mà dệt thành vải thì tuyệt vời á! Những con sâu nhỏ nhả tơ ấy được gọi là thiên trùng. Thiên trùng được ăn lá dâu sẽ nhả ra những sợi tơ trắng muốt để chúng ta đem đi nhuộm màu lá cây thành những sợi tơ màu sắc này đó. Wow, thật là kỳ diệu! Em có thể đem những thứ này về nhà được không? Ờ, không được đâu. Em hãy bỏ ý định đó đi nha. Vì đây là những vật báo chỉ dùng để thêu lông bào cho thiên đế thôi. Ồ, thì ra là vậy. Dạ, em biết rồi ạ. Mình đã ở đây mấy ngày rồi, dù cuộc sống luôn vui vẻ và thứ gì cũng đẹp, nhưng mình thấy nhớ nhà quá, nhất là em trai. Chắc cô cậu mong mình lắm. Ở đây mình chẳng có ai trách phạt, ai cũng yêu thương mình. Chi bằng... À, phải rồi, mình sẽ lén về nhà dẫn theo em trai trở lại đây sống. Chị em mình sẽ không phải sống với mẹ kế độc ác nữa rồi. Đây là hạt giống cây dâu và cả trứng thiên trùng. Hay là mình sẽ rắc nó trên đường để làm dấu, còn biết đường quay lại được. Ngày mai mình sẽ quay lại đây luôn. Chỉ cần lần theo dấu vết những hạt giống này là có thể tìm ra đường đi rồi. Sao mình đi có 7 ngày mà cả nhà thành ra thế này? Ờ, trời ơi, dâu à, con đã đi đâu suốt 15 năm qua, giờ mới trở về. Ngày trở về không thấy con đâu, biết được dì ghẻ đối đãi với các con không tốt nên cha đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Nhưng đợi mãi cũng chẳng biết tin tức con ở đâu hết. Em trông tin hai chị lắm, em nhớ chị dâu. Gặp lại cha và em trai mừng mừng tủi tủi, dâu đem hết sự tình gặp được trên núi kể lại cho cha nghe. Cha cho con quay lại đó một thời gian nữa, con sẽ xin phép tiên cô một ít hạt giống để đem về cho dân làng ta cùng nuôi trồng. Dù sao, khi về đây con cũng chưa kịp nói lời chào tiên cô. Phải rồi, con nên quay lại nói với tiên cô một tiếng. Con sắp xếp đi sớm còn về. Hả? À, chuyện gì thế này? Những hạt giống cây dâu mình rắc để đánh dấu đã hóa thành một rừng dâu xanh mơn mởn chỉ sau một đêm. Làm thế nào để tìm ra lối vào khe suối được đây? Đây rồi, chính là chỗ này nè. Lạ nhỉ, sao không có lối vào ở đây? Rõ ràng nó nằm trong tán cây tùng già này mà. Cô bé ăn trộm bảo vật, ăn trộm bảo vật. Tôi không cố tình. Cô đi mà không nói với tiên cô một tiếng, còn dám cầm trứng thiên trùng và hạt giống cây dâu đi, tiên cô tức giận đã giấu lối vào tiên cảnh, cô không thể quay lại được nữa đâu. Nhưng suy xét cho cùng, cô cũng là cô gái ngoan hiền và nghĩ cho người thân yêu, nên tiên cô tạm thời không xử phạt, coi như số trứng và hạt giống đó có duyên với nhân gian. Giờ thì cô mau quay về và chăm sóc cho những hạt giống trời ban ấy thật tốt đi. Con cảm ơn tiên cô, cảm ơn chim tiên. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, dâu đã quay về và chăm chỉ vun trồng những hạt giống của tiên cô. Cô đem trứng thiên trùng đi ấp và hái lá dâu non nuôi dưỡng chúng trưởng thành
để kịp mùa sinh sôi nảy nở, đem giống phân phát cho nhiều người. Nhờ đó, nhân gian mới biết đến thiên trùng, mà sau này người ta gọi là con tằm. Việc trồng dâu, nuôi tằm nghề này đã phát triển thành một làng nghề truyền thống phổ biến ở nước ta. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú tên là William. Trong một lần đi du ngoạn, chàng đã trúng tiếng sét ái tình với một nàng công chúa tên là Sarah. Đố chàng bắt được em đó. Bắt đi. Nếu bắt được, nàng phải làm vợ ta đó. Chàng bắt em đi nè. Ta bắt được rồi. May mắn nhất đời ta là trong chuyến du ngoạn này đã gặp được nàng. Nàng đồng ý làm vợ ta nha. Ta sẽ về thưa lại với vua cha, xin người cho phép. Chàng nói thật chứ? Chàng không chê em chỉ là một công chúa của một nước bé nhỏ hay sao? Hay là chàng chỉ nói cho vui rồi sẽ không bao giờ quay lại? Đây là tín vật tình yêu giữa hai ta, ta tặng nàng. Nàng hãy giữ lấy nha, nhất định ta sẽ quay lại đón nàng. Cảm ơn chàng nha. Sarah, ta yêu nàng. Em cũng yêu chàng. Phụ hoàng, con mới đi có mấy tháng mà người đã ốm nặng thế này sao? Người có muốn ăn gì không để con bảo người hầu làm? Trẫm không đói, trẫm chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Con về cung ở bên trẫm là tốt rồi. Những ngày con rời cung, trẫm rất nhớ con. Phụ hoàng, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh người lúc người bị bệnh. Con hứa từ nay sẽ không đi du ngoạn nữa, sẽ ở bên chăm sóc cho người cho đến khi người hoàn toàn khỏe mạnh. Tốt lắm, hoàng nhi hiếu thảo của trẫm. Hoàng tử, không xong rồi, bệnh tình của nhà vua đột nhiên trở nặng, người cần gặp hoàng tử gấp. Người nói sao, bệnh của phụ hoàng trở nên trầm trọng ư? Hoàng nhi, trẫm thấy không ổn, trẫm sắp đi gặp các vị tiên đế rồi. Phụ hoàng, xin người đừng bỏ con. Ta không thể. Trước khi lâm chung, ta muốn dặn con một việc, con nhất định phải làm theo. Phụ hoàng cứ nói đi ạ, con xin nghe theo. Ta muốn con lấy công chúa Rosie, con vua nước láng giềng làm vợ. Con đồng ý với ta chứ? Con đồng ý, con sẽ làm theo ý người. Tốt rồi. Từ nay trẫm sẽ là vua của đất nước này. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta đã hứa với phụ hoàng, nên sau khi hết tang người, ta sẽ sang nước láng giềng hỏi cưới công chúa Rosie làm vợ. Các khanh hãy chuẩn bị lo liệu đi. Vâng, thưa hoàng thượng. Hả? Ngươi nói sao? Ngươi không đùa ta đó chứ? Hoàng tử William của nước Seri đã lên ngôi và sẽ kết hôn với công chúa Rosie sao? Dạ vâng, thưa công chúa, nô tỳ nào dám cả gan nói dối công chúa. Nô tỳ vừa nghe được tin đó đã vội báo cho người biết đó ạ. Không! Tôi muốn vào trong, tôi muốn gặp đức vua William. Người tưởng ai cũng được gặp đức vua sao? Mau về đi. Xin hãy bẩm báo với người rằng tôi là vợ chưa cưới của người. Chắc chắn người sẽ gặp tôi mà. Vợ sắp cưới ư? Không lẽ ngươi là công chúa Rosie của Lanty ư? Công chúa mà lại bẩn thỉu thế này ư? Mau cút đi, không ta bắt vào ngục bây giờ. Ta nghe thị nữ nói con đã bỏ ăn 3 ngày nay rồi. Ta biết con buồn vì chuyện của đức vua nước Seri, nhưng biết thế nào nữa, ta chỉ là vua của một nước bé nhỏ mà thôi. Vua cha, con thật sự rất muốn gặp chàng. Con đã tìm đến tận hoàng cung của chàng, nhưng tất cả đều vô ích. Con phải làm sao bây giờ hả vua cha? Con nói đi, giờ con cần gì? Nếu làm được, nhất định ta sẽ làm cho con. Con nhất định phải được gặp chàng. Người có thể tìm cho con 11 thiếu nữ giống y hệt từ mặt mũi, hình dáng đến vóc người không ạ? Được,
Nếu đó là ước mong của con thì nhất định ta sẽ làm. Nhà vua sai người đi tìm khắp nơi 11 thiếu nữ giống con gái mình y hệt. Khi các thiếu nữ đến gặp công chúa Sara, nàng cho người may 12 bộ quần áo đi săn rồi cùng các cô mặc vào. Họ lên đường đến đất nước Seri để tìm vua William. Thưa hoàng thượng, ngoài thành có 12 thợ săn bên ngoài thành muốn ý kiến ạ. Thợ săn ư? Ta đâu có cần thêm đâu, bảo họ lui về đi. Nhưng họ rất đặc biệt ạ. 12 người giống y hệt nhau và vô cùng tuấn tú, và họ khao khát được vào cung ạ. 12 người giống hệt nhau ư? Được, ta sẽ thuê tất cả các ngươi làm thợ săn của ta. Ngay ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi săn. Tạ ơn hoàng thượng. Từ hôm đó, ngày nào 12 thợ săn cũng theo nhà vua đi săn. Nhà vua ngày nào cũng yêu quý họ, cho đến một hôm. Chúng ta nghỉ ngơi sớm ở đây. Vợ sắp cưới của ta hôm nay đến thăm ta, ta phải về cung gặp nàng. Ngươi làm sao thế? Tỉnh lại đi nào. Ngươi là nàng ư? Sara, nếu ta bắt được nàng, nàng phải làm vợ ta đó. Đúng là nàng rồi, Sara của ta. Chàng vẫn nhận ra em sao? Chẳng phải chàng đã hứa là sẽ quay lại đón em, vậy mà giờ đây chàng lại sắp kết hôn với một người khác. Tim em như nát tan từng mảnh khi biết được tin. Em đã phải lặn lội tới đây để tìm chàng, chỉ mong ngày ngày được bên cạnh chàng. Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi nàng. Ta đã quá vô tâm mà quên mất nàng. Cũng chỉ vì lời hứa với vua cha nên ta mới lấy Rosie làm vợ. Vậy chàng hãy về với vợ sắp cưới của mình đi. Chàng đã quên em thật rồi. Còn em bây giờ chỉ có cái chết mới có thể khiến em quên được chàng thôi. Đừng nói thế Sara, ta vẫn yêu nàng tha thiết và muốn lấy nàng làm vợ. Giờ nàng đã đến đây rồi, nhất định ta sẽ giữ lời hứa với nàng. Hãy tin ta. Chàng nói thật chứ? Chắc chắn rồi, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta. Sau đó, nhà vua đã phái sứ giả đến nước láng giềng từ hôn công chúa Rosie và gửi lời xin lỗi chân thành. Rồi chàng cùng nàng công chúa Sara cùng nhau thực hiện hẹn ước bằng một hôn lễ linh đình trong sự chúc phúc của quần thần.